Tập 4. Sao lại đánh lén tôi? Anh quá đáng quá đó. Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, nhưng cậu không nghe. Câu nói của anh chẳng rõ ràng gì hết. Thưa các vị hương thân, vì sự nghiệp hóng hớt của cải server này mà tôi cút cung tận tụy đến chết mới thôi. Không tặng quà cho tôi sao? Tôi không tặng quà thì tôi không vậy. Cả nhà ơi, cho xin ít tiền thuốc đi. Tôi đã bị đánh đến mức này rồi. Tặng quà cho tôi đi. Hai vị thiếu hiệp vất vả rồi. Do xe tiêu bị cướp nên tiền thưởng ít đi. Xin mời nhận phần thưởng của cô. Đi một ngày đàn học một sàng khôn, lực sau phải ngoan hơn, chọn tiêu an toàn thôi. Anh đã biết trước là Tiêu Quy Vũ sẽ bị cướp, sao không nói cho tôi biết? Cô cũng đâu có hỏi tôi. Còn nữa, ai biết được lần đầu tiên cô đi nhận tiêu mà đã nhận được luôn một tiêu nhân năm đâu. Thiên Y Cát, sao cứ nhìn tôi như vậy? Họ đố kỵ gì cô xinh đẹp đó. Không nhìn ra cô ta gian xảo quá. Phải đó, là dùng chiêu thức vô liêm sỉ như vậy để dụ dỗ đại thần. Coi lưu niên hoa khăn của chúng ta là bộ nhìn sao? Còn dám đi ngang ngang trên phố, da mặt dày thật. Theo tôi thấy, chưa biết chừng mọi chuyện là do Sư Hòa đã tính kế từ trước. Đi thôi, mau đi, đi đi. Tôi thông báo thần Đao Đại Hiệp mời bạn lập đội. Đồng ý từ chối. Sư Hòa, cô không biết đã xảy ra vụ gì thật sao? Sư phụ, chuyện người bị cướp tiêu bị ngũ độc câu toàn livestream trực tiếp lên mạng luôn rồi. Bây giờ các server đều biết đại thần chống lưng cho cô. Kết quả là cô vẫn thua thảm hại. Sau đó Mặt Bạch ra tay, chỉ một kiếm mặt cắt cổ, đưa livestream lên hot search luôn. Được đó sư phụ, cô có sức hấp dẫn lớn lắm đó, đến cả đại thần mà cũng chinh phục được. Không phải, như vậy chẳng quá xa tôi trở thành kẻ thù chung của các game nữ sao? Tôi chống lưng cho cô thì mất mặt lắm sao? Ý của tôi là làm vậy chẳng quá xa là hình tượng quy vũ không gần nữ sắc của anh trong lòng họ bị sụp đổ rồi. Vậy để tôi giải thích với họ giúp cô là được. Là tự tôi muốn cứu Sư Hòa đó, không liên quan gì đến cô ấy. Anh, tôi có gì bảo tôi? Không phải cô bảo tôi giải thích sao? Xuống đây. Anh làm vậy càng giải thích càng rối. Sư Hòa không muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Vậy nên mong mọi người phối hợp, không tung tin đồn, không truyền tin đồn. Trình độ quan hệ công chúng của anh đúng là giỏi đổ lỗi cho người khác. Tôi biết ngay mà, hai người đó chắc chắn có gì mờ ám. Được hời của giả bộ đáng thương. Livestream gì vậy? Xin hãy chỉ đường, tôi cũng muốn xem. Được đó đại thần. Này sói xám, không hổ là cậu. Cậu đùa hơi quá rồi, làm người ta sợ chạy mất dép. Kẻ đầu sỏ đâu phải là tôi. Tôi thấy cậu đối xử với Sư Hòa hơi khác. Không phải cậu thích một dãy số liệu thật đó chứ? Thích? Đùa cái gì vậy? Đối phương là nam hay nữ, cao thấp béo gầy thế nào tôi còn không biết. Hơn nữa, cậu cũng nói rồi đó, chỉ là một chuỗi số liệu thôi mà. Vậy sao nhìn cậu có vẻ vui vẻ tận hưởng quá vậy? Cậu rảnh lắm sao? Vậy có thời gian đối phó với sếp tôi không? Cậu có tin tôi tuyệt giao với cậu không? Nói chứ cậu cũng lạ thật. Lục Quảng Hàn bám lấy cậu bao năm như vậy, dành cho cậu rất nhiều điều kiện tốt, vậy mà cậu vẫn không đồng ý. Vậy nên tôi mới thấy khó hiểu, rốt cuộc là cậu ngốc hay anh ta ngốc? Công ty hiện tại của cậu thực sự chẳng ra làm sao hết.
Cho dù cậu không giàu ăn cá thì cũng nên suy nghĩ cho sự nghiệp của mình. Còn nhớ hồi chúng ta chưa tốt nghiệp, thường nói chuyện lý tưởng với nhau. Tôi muốn trở thành một diễn viên thực thụ. Còn cậu thì tôi nhớ là người quản lý của tôi có ơn với tôi. Chỉ cần anh ấy còn ở công ty một ngày thì tôi tuyệt đối không rời đi đâu. Được rồi, tôi biết rồi. Chơi tiếp đi, họ đang đợi chúng ta đó. Mau lên. Biến mình trở thành câu chuyện đàm tiếu cho cả server thì thà bắt mình chết đi còn hơn. Không đúng, kẻ đang chết là Ngũ Độc Câu Toàn, không phải mình. Rồi sẽ có một ngày mình sẽ bắt hắn nợ máu trả bằng máu. Phản ứng của đại thần lúc nhìn mình là sao? Nhìn mình bị bẻ mặt thì sung sướng lắm sao? Xấu hổ quá đi. Không được, mình phải sống với hiện thực. Đúng, trong bài luận văn còn một vài chỗ chưa hiểu thấu đáo, mình phải xem lại mới được. Vậy rồi sao? Tôi nhớ là tôi đổi mật khẩu cửa nhà rồi mà. Còn nữa, tôi nhớ là hai chúng ta hẹn nhau ăn trưa, không phải là ăn sáng. Tôi mong là sau khi xem xong cái này, cậu vẫn có thể nuốt trôi bữa trưa. Bài đăng phổ biến hàng đầu. Lâm Vi. Alo, chị Vi, truy cập trang web của họ support đi. Bài đăng phổ biến hàng đầu đó, ngay lập tức. Tôi xem rồi. Xem rồi sao? Có cảm nghĩ thế nào? Cay mắt quá. Bên phía thương hiệu Sơn Hà thấy bức ảnh này, muốn mời cậu làm đại diện cho sản phẩm mới. Điều kiện rất hậu hĩnh, công ty cũng đang phản hồi tích cực, khả năng giành được rất là cao. Không phải, yên tâm, tôi sẽ cố gắng tranh thủ giúp cậu. Một dòng xe đạp leo núi cao cấp dành cho nam. Được rồi, như vậy đi. Tôi đi làm việc đây. Chúc mừng, là nhận được hợp đồng đại diện mới. Mà hồng sợ đó mà cậu cũng cân được. Đúng là chỉ có cậu. Cho con nhỏ đó làm là cái chắc. Ai chứ? Cô trợ lý upline của cậu sao? Trừ cô ta còn ai vào đây? Nói chứ, chụp từ dưới lên, đúng là trông chân cậu dài hơn thật. Không nhìn ra, trợ lý của cậu cũng yêu nghề quá. Hay cậu để cô ta qua chỗ tôi làm chính thức đi? Không được, đương nhiên tôi phải tự mình hành hạ cô ta đến chết. Lại còn tự mình hành hạ người ta đến chết, có đến mức đó không? Chỉ là làm cô trợ lý thôi mà. Chuyện gì vậy? Tin hot, hàng kinh mặt đạp xe đạp màu hương. Hàng kinh mặt ơi là hàng kinh mặt, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Để tôi xem các cư dân mạng đáng yêu của tôi dìm hàng anh như thế nào. Không biết đặt tên là gì, hàng nhà tôi cân được mọi phong cách. Ồ, em là fan của anh. Làm gì cũng được tung hô lên tận mây xanh. Lục Quang Quang, mày phải lấy lại tinh thần. Mày phải đấu tranh đến cùng với thế lực tàn ác. Đấu tranh đến cùng. Yeah. Yeah. Hey. Ho. Hey. Ho. Bữa sáng này em đói quá đi mất. Bẩn quá, đi rửa tay đi. Hôm nay lạ lắm nha. Em nói cho anh biết là em không có tin hot nào để báo cho anh đâu. Vậy thì em nghĩ cách kéo Kiều Kiều qua đây. Anh đồng ý với em bất cứ điều kiện gì.
Anh nói xem, bao năm nay mà như chưa lôi kéo được Kiều Kiều. Xem ra chuyện này thực sự vô cùng khó khăn rồi. Nói đi, muốn tăng thêm bao nhiêu tiền tiêu giặt? 2 đồng hả? Gấp đôi. Chốt điêu. Anh yên tâm, nhất định em sẽ dốc sức giúp đỡ anh. Cảm ơn em. Phải rồi, nói là giúp đỡ. Hôm nay may mà có em, công ty đã giành được hợp đồng đại diện của Sơn Hạ rồi, lại kiếm được một khoản nhỏ. Sơn Hạ là hãng xe đạp leo núi hàng đầu Sơn Hạ sao? Sơn Hạ đã có ý muốn hợp tác với Hàn Kinh Mặc từ lâu, chỉ là vẫn chưa chốt được về mặt chi tiết. Chuyện ngày hôm nay đã khiến bên thương hiệu ý thức được hiệu ứng fan của Hàn Kinh Mặc, vậy nên đương nhiên phải đẩy nhanh dự án. Em không tin. Vì sao lại là Sơn Hạ? Bởi vì chiếc xe màu hồng của ba tặng em chính là xe của Sơn Hạ. Vất vả rồi, cô trợ lý nhỏ của Hàn Kinh Mặc à. Anh đi trước đây. À phải rồi, ăn no rồi thì nhớ dọn dẹp sạch sẽ đi. Tức chết đi được. Được, hoàn hảo. Chúc mừng thầy Hàn đóng máy. Chúc mừng Kinh Mặc, chúc mừng cậu đóng máy. Cảm ơn đạo diễn, chúc mừng cậu đóng máy. Chúc mừng anh đóng máy. Nào, chúng ta chụp tấm ảnh chung đi. Nào, 3, 2, 1. Được rồi. Được rồi, chúng ta chụp chung. Chụp chung nào. Nào, chụp chung đi. 3, 2, 1. Đóng máy vui vẻ. Được rồi. Được rồi. Đóng máy vui vẻ. Nào, tiếp theo, nữ chính qua bên này chụp đi. Chúc mừng anh, ta đã xong rồi. Chúng ta đi thôi. Đi. À, có chuyện này tôi muốn bàn với anh. Nói đi. Tôi muốn xin nghỉ một tuần. Luận văn tốt nghiệp của tôi còn một ít nữa, tiến độ cũng khá chậm. Vừa 2 tuần sau cũng không có lịch trình gì. Vậy nên tôi, trợ lý của tôi được việc như vậy mà lại xin nghỉ, thì không ai đưa tôi lên hot search nữa rồi. Anh nói vậy là có ý gì? Hình như tôi không hiểu lắm. Cô tưởng tôi không nhớ sao? Chiếc xe đạp màu hồng đó suốt cuộc là thế nào? Vậy tóm lại có cho tôi nghỉ không? Không đạt bằng giỏi thì tự xin nghỉ việc đi. Tôi không cần một trợ lý không có thành tích tốt. Đùa sao? Tôi đã giành học bổng 3 năm liền đó. Sinh viên xuất sắc là chuyện đương nhiên rồi. Được rồi, cố lên. Tốt lắm, tiếp tục, người tiếp theo. Được, cố lên. Ném bóng cao lên. Được, tiếp tục. Được rồi, giữ nguyên tư thế tay. Nhấc cao lên. Một tuần sau. Trên mặt mình chọn những thứ được yêu thích nhất của Hàn Kinh Mặc, lần lượt là nhan sắc, giọng nói, xương quai xanh, tay, cơ bụng. Đáng ghét, ở dưới lớp áo không nhìn thấy.
Nhìn gì vậy? Bụng. Phục kích. Đúng. Dạo này tôi đã tạo một bản sao. Tôi muốn luyện trận chiến phục kích. Vậy nên trong đầu tôi toàn nghĩ đến chuyện này. Nhan sắc, giọng nói, xương quai xanh, tay, cơ bụng, chân. Theo thứ tự này, cô nhìn đến cơ bụng rồi đúng không? Sao anh biết những chuyện này? Chỗ nhà tôi đâu có mất mạng chứ. Tiếp theo có phải là nhìn chân không? Tôi muốn xem vết thương ở tay của anh hồi phục sao rồi. Gặp nhau bao nhiêu lâu rồi, bây giờ mới nhớ ra tay tôi bị thương hả? Không phải. Trên mạng toàn nói anh có vẻ ngoài anh tuấn, trầm tính ít nói, lạnh lùng cao quý. Sao anh không giống như hình tượng trên mạng miêu tả vậy? Ý cô là vẻ ngoài của tôi không anh tuấn sao? Ý tôi không phải là như vậy. Tôi muốn nói là anh không trầm tính ít nói một chút nào. Trước khi gặp cô đúng là tôi trầm tính ít nói thật. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn khiến cô khó chịu thôi. Đúng rồi. Nói ra thì tôi còn phải chúc mừng anh đó. Nghe nói anh được làm người đại diện cho Sơn hả? Chị Lâm Vi làm việc hiệu quả thật. Chỉ mất một tuần đã giành được sắp quay quảng cáo rồi phải không? Tôi thấy là vẫn phải cảm ơn cái người đăng lên Tia Ba đó. Nếu không phải cô ta cố ý bôi nhọ tôi thì tôi cũng không giành được hợp đồng đại diện này. Cô nói xem, có phải bây giờ cô ta đang phát điên lên không? Để anh ta vừa được lên hot search, vừa được làm người đại diện, đúng là lỗ to. Phá xe phạt 500 tệ, trừ vào lương. Biến thái. Nào, hân hạnh được gặp mọi người. Đầu tiên tôi xin thay mặt cho quảng cáo Sơn Hà, hoan nghênh sự có mặt của mọi người. Quảng cáo Sơn Hà của chúng tôi luôn dùng những dịch vụ cao cấp. Người đại diện không nhiều nhưng phải chất. Chúng ta cùng cạn ly nào. Nào, uống một ly với giám đốc Lưu đi. Tôi mời mọi người. Trời ơi, đây không phải là Lý Duy Thiến, người tình màn ảnh, bà gái tình đồn của Hàn Kinh Mặt sao? Không thể không nói, nhìn ngoài đời trông còn rõ nét phẫu thuật thẩm mỹ hơn trên ảnh nhiều. Cảm ơn sự ưu ái của đạo diễn Lý và giám đốc Lưu. Tôi còn ít kinh nghiệm, nếu ngày mai thì chưa tốt, mong hai người bỏ qua. Cô Lý khách sáo rồi. Sơn Hà chúng tôi đã chọn người thì chưa sai bao giờ. Nào, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cảm ơn. Cũng mong kinh mặt giúp đỡ nhiều hơn. Kinh mặt. Không lẽ OTP là thật chứ không phải cố tình ghép với nhau sao? Đào Kinh mặt, tôi mời cậu một ly. Mong là lần này chúng ta hợp tác thành công. Đạo diễn Lý, hợp tác vui vẻ. Đào, cạn ly. Nhưng sao trong hai người này không giống một đôi? Diễn đạt quá hay là không phải một đôi thật? Tôi ăn chay.
báo sao phải đến trước một hôm. Quá xa là gì phải làm việc. Bởi vì ngày mai phải quay từ sáng sớm. Có cần tôi rót cho cô cốc nước không? Không cần, không khác. Buồn ngủ. Có phải cô quên mất đây là phòng tôi không? Đúng vậy. Cô không biết lái xe, bắt tôi làm tài xế, làm người gác cửa cho cô. Lại còn lười biếng cho cả bàn ăn nữa. Ăn ngon miệng quá ha. Cô là trợ lý Quách nhất trong lịch sử tôi từng thấy đó. Đó là gì? Anh là nghệ sĩ hot nhất mà. Ngày mai bắt đầu quay lúc 3 giờ sáng. Nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ được có vài tiếng thôi. Tôi đi trước đây. Sau khi có phiên bản mới, game này ngày càng khó chơi. Hôm qua tôi đánh một tên cầm ma. Sư Hòa và ABCC đã kết mối thâm thù với nhau. Nghe nói ABCC chia quân thành hai cánh. Một cánh bình luận chửi bới trong khu an toàn. Cánh còn lại càng quét ở bên ngoài. Không biết liệu có thăng cấp thành chiến tranh bang phái không? Cậu xem lại, giờ kênh thế giới đang bùng nổ rồi. Đại thần là của Lưu Niên Hoa Khai. Đúng vậy, đúng vậy. Sư Hòa đúng là đồ sát sưởi. Tôi thấy cô ta nên tự động rút lui, xóa tài khoản đi. Phải đó, mau đi đi, tự rút lui. Sư Hòa dựa vào cái gì chứ? Tôi thấy cô ta đừng chơi nữa thì hơn. Trong cuộc bình chọn cặp đôi mỗi quý họ đều đứng đầu. Truy nã trên toàn mạng, lần này có kịch hay để xem rồi. Sư Hòa cái đồ sùi rụt cổ, đồ vô dụng, chỉ biết trốn trong nhiệm vụ cốt truyện. ABCC bọn này đợi cô ấy lối vào nhiệm vụ cốt truyện 24/24 giờ. Có giỏi cả đời đừng ra ngoài. Ép Sư Hòa trốn mãi trong nhiệm vụ cốt truyện, thảm lắm luôn. Thú gì đó. Này xóa xám, chiêu mượn đao giết người của cậu cao tay thật. Lúc trước tôi còn thấy khó hiểu sao một người nhạt nhẽo như cậu tự dưng lại tốt bụng đứng ra chống lưng cho Sư Hòa. Quá sao cậu muốn để cô ta tự rước họa vào thân. Này người anh em, không hổ danh là cung thiên yết. Cậu đúng là tiểu hoàng tử bụng dạ xấu xa. Cậu chỉ đoán đúng một nửa. Tôi cũng không ngờ sức hấp dẫn của tôi có thể khiến mọi người truy sát cô ta. Cậu có tin tôi ói ra cơm tôi đã ăn từ hồi 6 tuổi cho cậu xem không? Nhưng mà tôi thấy hơi bị lo cho cô trợ lý nhỏ của cậu thật. Chỉ là một chuỗi số liệu mà cậu còn như vậy, thì với người sống trong thực tế sẽ như thế nào đây? Cậu mới quen tôi ngày đầu tiên sao? Trong bữa tiệc tối, cô ta ăn nhiều như vậy, đừng có mà ăn no quá đó. Vừa nãy nhìn cô ta đi cứ siêu dẹo. Không phải là ăn đến mức đau dạ dày rồi chứ? Ngày mai lại làm lỡ việc quay phim. Truy nã toàn mạng, ăn no dưỡng mỡ sao? Liệu mình có phải trốn trong thiên mang mật lệnh cả đời không? Ai đó? Là anh sao? Sao lại ăn mặc như vậy? Nhìn cũng khá đẹp đó. Đọc được tin nhắn WeChat thì trả lời ngay được không? Không nhìn thấy. Lát nữa mua giúp tôi chút đồ, tôi sẽ gửi qua WeChat cho cô. Được. Thiên giai minh nguyệt đao sao? Chết rồi, bị bắt ngay tại trận. Không phải anh đi rồi sao? Sao lại quay lại? Không phải anh đã dặn dò xong công việc rồi sao? Tôi nói là thiên giai minh nguyệt đao mà cô đang chơi, do tôi đại diện đó. Đúng, vậy thì sao? ID của cô là gì? Nói tôi biết. Tôi sẽ bảo công ty game quan tâm cô một chút. Được. Cái đồ sùi rụt cổ, cả đời này cũng đừng ra ngoài.
Lừa dối là chuyện nhỏ, thể diện là chuyện lớn. Tôi vừa lập nít phụ, mới chơi được hai hôm. Anh ra mặt như vậy cũng không hay lắm. Hơn nữa tôi chơi dở lắm. Tôi vẫn còn ở trong rừng chưa ra được. Mới chơi hai ngày ư? Đúng, hai ngày là con số chính xác, không phải đại khái. Hơn nữa anh đại diện cho game này, nên tôi mới chơi thử. Không phải là tôi sao nhãng trong công việc. Tôi rất yêu công việc của mình, là sự quan tâm của nữ trợ lý với nghệ sĩ. Được rồi, tôi nói thật, game này chán bỏ sự. Tôi đã muốn từ bỏ rồi. Chưa nói tới thao tác khó, cốt truyện cũng rất đau đầu, là nhiều chức nghiệp. Tuy là đồ họa đẹp, âm nhạc cũng rất cổ điển, nhưng mà rất nhiều thứ phải tự mò mẫm. Không hiểu vì sao mà có nhiều người thích chơi như vậy. Không phải điều gì anh đó chứ. Đó là vì cô chưa lĩnh ngộ ra thú vị thôi. Thôi tôi đi đây, nhớ khóa cửa cẩn thận đó. Một cô gái nằm trên giường mà còn mở cửa, cô đang chờ đợi cái gì? Gợi đòn vậy không biết. Ba, hai, một. Khốn nạn! Đừng tưởng đẹp trai là muốn làm gì thì làm. Khách sạn Freemus. Đúng là đồ ác quỷ, không cho mình nhàn rỗi chút nào. Rõ ràng là bới việc cho mình làm mà. Kia là trợ lý của Lý Dư Thiến sao? Không biết hai chúng ta ai xui xẻo hơn nữa. Điều đầu tiên trong quy định của nhà họ Lục, chuyện người ngoài thì đừng để ý. Không làm phiền. Nói là cần ngay mà còn treo biển không làm phiền. Vậy là có cần hay không? Cô là trợ lý của anh Kinh Mặc hả? Dạ thưa cô Lý, là tôi. Nhiều đồ nặng như vậy chắc là cầm đau tay lắm. Đừng có sáo. Làm gì vậy? Anh Kinh Mặc, xin lỗi, đều tại em không kịp ngăn cô ta gõ cửa. Cô không nhìn thấy biển không làm phiền sao? Lần sau để ý hơn đi, đừng gây phiền phức cho anh Kinh Mặc. Anh Kinh Mặc à, em có vài ý tưởng về việc quay phim, có thể thảo luận với anh không? Không tiện lắm. Nhớ gọi tôi ra ngoài lúc 2:20. Oh. 2:10 sáng. Khách sạn Primus. 2:11. Sáng. Oh.
2:40 sáng. Ba giờ sáng, phòng trang điểm. Thầy Kinh Bạc. Chào thầy Kinh Bạc. Anh ngồi đi. Uống chút nước đi. Đây. Mới sáng sớm ngủ dậy, tôi không uống nước lạnh. Vậy được. Ba giờ 30 sáng. Chào anh Kinh Bạc. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng kìa. Chào. Lịch sự đi. Có muốn dặm lại không? Cẩn thận dưới chân đó. Mấy góc quay này, cứ để máy quay hướng về vị trí này, xoay qua đó như vậy. Nhớ nha. Chào đạo diễn. Đến rồi à? Vất vả rồi. Đi chuẩn bị đi. Lát nữa sao quay. Đi đi. Đạo diễn, vậy chúng ta qua đó xem thử. Được. Từ chỗ này, từ chỗ này sang đó, xoay máy quay từ từ, hiểu không? Chuẩn bị xong cả chưa? Chuẩn bị xong rồi thì rút lui. Được rồi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Được rồi, qua. Tiếp theo tôi muốn quay cảnh nửa người trên của nữ chính. Nào, cô đi chuẩn bị trước đi. Đạo diễn, trừ cảnh quay nửa người trên, tôi vẫn muốn tự quay cảnh cuối, là cảnh hướng về mặt trời mọc đó. Chị Thiên Thiến, chị không biết lái xe, nguy hiểm lắm. Có gì đâu, chỉ là một cảnh quay thôi mà. Đạo diễn, không vấn đề gì đâu. Tôi tập luyện trước rồi. Được, vậy làm đi. Cẩn thận nha. Được rồi. Nào, chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.
Qua. Làm sao vậy? Sao rồi? Sao nhiều máu vậy? Đồ anh có làm sao không? Bây giờ anh có nhìn rõ được tôi không? Anh có đang tỉnh táo không vậy? Có nhìn thấy tôi không? Anh có nhìn rõ tôi là ai không? Được không? Đừng có động vào. Anh tự đứng lên được không? Từ từ đứng dậy thử xem. Kinh mặt anh chảy nhiều máu quá. Xin lỗi, em không cố ý. Tự nhiên cái xe đó, không sao. Đạo diễn, cảnh vừa rồi có dùng được không? Cậu không sao là tốt rồi. Hiệu quả cảnh đó rất tốt. Cắt đoạn sau đi là được. Xin lỗi, tại em không khống chế được xe. Đừng nói những câu đó. Việc cấp bách bây giờ là đến bệnh viện. Mau gọi xe đi. Đem hết những thứ này đi. Đem đi. Nhà sản xuất, mau cho xe đến đây. Có đứng dậy được không? Từ từ nào. Cẩn thận đó. Tránh ra đi, tránh ra. Từ từ, từ từ thôi. Anh kinh mặt. Xin chào. Phòng cấp cứu ở đâu? Ở bên kia, bên kia. Được. Bên kia. Xin chào. Bệnh nhân bị thương do bị ngã. Tôi lấy số. Lối rẽ đầu tiên bên trái. Được, cảm ơn, cảm ơn. Bên đây. Được. Bên đây. Vết thương ngoài da thôi, không bị gãy xương. May mà mình nhanh mắt nhanh tay. Cứ một mạng người bằng xây tòa tháp 7 tầng. Huống hồ còn là một anh đẹp trai. Thời gian này anh đừng có đụng vào nước. Đừng ăn đồ tanh, đồ cay. Không sao, không cần đỡ đâu. May mà là ban ngày, không đông người. Nếu bị phóng viên bắt gặp thì lại lên hốt sợ mất. Không ăn đồ tanh, đồ cay nóng. Còn nữa phải chú ý ăn nhiều hoa quả rau xanh. Anh kinh mặt à? Bác sĩ cứ nói 2 tiếng anh phải thay thuốc một lần. Nếu thay thuốc phiền phức quá anh cứ gọi em bất cứ lúc nào. Gọi lúc nào em có mặt lúc đó. Không cần tôi có trợ lý. Không sao thật mà. Tôi đóng cửa xe đây. Nghỉ ngơi cho khỏe nha. Hôm nay cô chạy đôn chạy đáo cũng được việc thật. Con người ấy mà, có lúc phải ép bản thân một lần thì mới biết sức mạnh tiềm ẩn của bản thân lớn cỡ nào. Vậy tôi bị thương thì cô lo lắng lắm sao? Đương nhiên là tôi lo lắng chứ. Tôi sợ anh mất máu nhiều quá, không tự lo liệu sinh hoạt hàng ngày được. Đúng là không tự lo liệu sinh hoạt hàng ngày được. Vậy nên lát nữa đi siêu thị với tôi, mua ít đồ ăn. Hôm nay việc nấu cơm, thay thuốc, chăm sóc người bị thương giao cho cô hết. Tôi không giỏi những việc này đâu. Vừa nãy ai nói cái gì mà con người ấy mà có lúc phải ép bản thân một lần thì mới biết sức mạnh tiềm ẩn của bản thân lớn cỡ nào. Làm ơn mắt quáng.